Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Giới Hôm Nay. Với một người mê xe, chắc hẳn bạn sẽ luôn tự hỏi rằng 10 năm, 20 năm sau, những mẫu xe hơi trong tương lai sẽ trông như thế nào? Giống như phi thuyền, tàu vũ trụ hay là giống với tên lửa, v.v. Và xe concept chính là một sự pha trộn những mong muốn mà bạn muốn thay đổi cho một chiếc xe hiện tại. Bất chấp các quy ước, bất chấp chỉ là tưởng tượng và thậm chí bất chấp sự nghịch lý và trọng lực. Hãy cùng Thế Giới Hôm Nay đến với 15 concept siêu xe tuyệt đẹp với thiết kế được mượn người ngoài hành tinh. Bạn có thể chiêm ngưỡng, mơ ước và thèm khát chúng. 15. Renault Zezo. Hãng xe đến từ Pháp Renault giới thiệu đến công chúng mẫu concept siêu xe điện mới của hãng mang tên Zezo. Các chuyên trang truyền thông ô tô trên thế giới đều đánh giá đây là mẫu concept lạ lùng nhất. Nó có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong dưới 4 giây do sức mạnh 350 mã lực mà khối động cơ điện mang lại. Mẫu siêu xe này khiến người lái phải nhảy vào xe do cửa được thiết kế dính với mui. Thay vì kiểu cửa xe truyền thống hay mở ngược, mở lên, Zezo lại mở cả nửa thân trên giống như một con sò mở miệng. Chủ nhân phải nâng lên mỗi khi ra vào xe. Zezo chỉ là một chiếc và dự kiến phiên bản thương mại xuất hiện vào năm 2020. 14. Honda Amantic Driving Concept. Honda Amantic Driving Concept có đến 8 chế độ lái khác nhau, cho phép người cầm lái lựa chọn nhiều cấp độ giữa việc tự tay điều khiển hoặc để phần mềm tự động vận hành hoàn toàn chiếc xe. Hệ thống cảm biến tích hợp cũng cung cấp cho xe khả năng tự quyết định xử lý trong nhiều tình huống trên đường dựa theo hành vi và trạng thái của người cầm lái. Bên cạnh đó, vô lăng xe tuy vẫn giữ thiết kế truyền thống nhưng được bổ sung nhiều chức năng điều khiển bằng hành vi, ví dụ chạm nhẹ vào vô lăng 2 lần để nổ máy, đẩy hoặc kéo vô lăng để tiến và lùi xe. 13. Audi PP18 e-tron. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, bạn sẽ bị cuốn hút bởi thiết kế đẹp mắt, ấn tượng của Audi PP18 e-tron khi cấu hình lai giữa mẫu xe đua và chiếc hatchback. Xe được trang bị 3 motor điện cho tổng công suất 671 mã lực, mô men xoắn 830 Nm. Nếu như ứng dụng chế độ Temporary Boost, Audi PP18 e-tron có thể đạt sức mạnh 760 mã lực. Xe chỉ mất 2 giây để khởi động, tăng tốc và vượt qua mốc 100 km/h. Với mỗi lần xe điện, xe có thể chạy được lộ trình 500 km. Mặc dù Audi chưa có ý định cụ thể về việc sản xuất xe này, tuy nhiên, chuyên trang PD Evolution vẫn đánh giá rất cao mẫu siêu xe điện này. 12. Renault EasyGo. Thương hiệu xe Pháp đã giới thiệu đến công chúng mẫu concept xe tự hành Renault EasyGo, hứa hẹn sẽ là phương tiện di chuyển chính trong thành phố tương lai. Renault EasyGo có khả năng vận chuyển 6 hành khách, bao quanh xe là kính trong suốt để mang đến tầm nhìn rộng và chi tiết nhất cho người ngồi trên xe. Việc ra vào xe cực kỳ dễ dàng nhờ thiết kế cửa lớn mở từ phía trước. Theo Renault, chiếc xe này chỉ cần motor công suất nhỏ bởi xe chỉ hoạt động trong khu vực nội đô, vì vậy vận tốc của xe chỉ mất 50 km/h. Đồng thời, EasyGo sẽ không được bán rộng rãi để làm phương tiện cá nhân. Thay vào đó, hãng sẽ bán mẫu xe tự hành này cho các công ty vận tải công cộng nhằm hỗ trợ cho các phương tiện công cộng khác như xe buýt, tàu điện ngầm hay tàu điện nổi. 11. Aston Martin Lagonda Vision. Aston Martin đã nhảy vào lĩnh vực thiết kế, nhà và thuyền, gặt hái một số thành công nhất định. Bởi vậy, khi hãng siêu xe này tung teaser về một mẫu xe ý tưởng thách thức quan niệm truyền thống về ô tô hạng sang, khán giả đã hết sức tò mò. Aston Martin Lagonda Vision, đây là mẫu xe ý tưởng với nội thất trông như một phòng khách và chiếc xe có thể tự lái tới điểm đến mà bạn không còn đụng tay vào, trong khi tài xế và hành khách cùng thư giãn trong không gian sang trọng tô bợt. Lagonda Vision sở hữu kiểu cửa mở ngược đặc trưng của những mẫu siêu xe sang Rolls-Royce và phần mui phía sau có thể được mở theo kiểu Gullwing, giúp hành khách không còn phải cúi người để ra vào hàng ghế sau. 10. Audi AI Trail. Được giới thiệu là một chiếc xe địa hình của tương lai, nhưng mẫu concept Audi AI Trail Quattro vừa ra mắt trong viễn tưởng như xe thám hiểm mặt trăng Lunar Rover. Thông qua bản concept này, Audi đang phát thảo nên những trải nghiệm việc giả đột phá, không phát thải, nhấn mạnh vào sự gắn kết với bên ngoài và hướng tới một tương lai bền vững, đúng chất của một chiếc xe off-road. AI Trail Quattro sở hữu thiết kế cực kỳ năng động, mới chỉ nhìn thôi, nó đã cho người ta cảm giác về sự linh hoạt như một con thú thuộc họ mèo. Phần cabin có thiết kế như khoang máy bay trực thăng, thuông dài và được bao quanh bởi những tấm kính cỡ lớn, nhờ đó bạn có thể phóng tầm mắt tới bất cứ đâu. 9. Citroën 1919. Chiếc xe ý tưởng Citroën 1919 là tầm nhìn của hãng Citroën
về một chiếc ô tô dành cho người tiêu dùng thành thị trong tương lai, ra mắt nhân dịp kỷ niệm 100 năm sinh nhật Citroën. Đây là một mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện và có chế độ lái tự động hoàn toàn. Chiếc xe được thiết kế để mang lại trải nghiệm lái đỉnh cao, hệ thống giảm sóc mang màu sắc tương lai của chiếc xe, giúp loại bỏ hoàn toàn cảm giác sóc và gián đoạn khi di chuyển trên đường, đem lại cảm giác như đang di chuyển trên một ván trượt. Mẫu xe ý tưởng này cũng được trang bị trợ lý cá nhân AI, có khả năng phản hồi nuột nà với các lệnh giọng nói. BMW iVision Dynamic Concept. Mẫu concept này sở hữu nhiều thiết kế mới đáng chú ý. Lưới tản nhiệt hình quả thẳng đôi quen thuộc được tích hợp cảm biến khiến lưới tản nhiệt trở thành một bề mặt thông minh. Ngoài ra, phía trước xe còn được trang bị cụm đèn pha gồm 4 đèn tích hợp công nghệ LED có kiểu dáng thanh mảnh. BMW iVision Dynamic cũng được trang bị camera kỹ thuật số như các dòng xe concept hiện nay thay vì gương truyền thống. Cửa sổ hai bên sườn xe có thiết kế đối xứng hình cánh dơi, tạo vẻ ngoài bắt mắt hơn cho xe và giúp người ngồi bên trong xe quan sát tốt hơn. Dynamic có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong thời gian chưa đến 4 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa 200 km/h. Khi pin được sạc đầy, xe có thể hoàn thành quãng đường 600 km. DS XE10. DS Automobiles gọi xe ý tưởng DS XE10 là tầm nhìn của hãng về việc ô tô trông sẽ như thế nào vào năm 2030. Trên bất kỳ phương tiện nào mà bạn có thể tưởng tượng, E10 cũng hết sức đặc biệt. Chiếc xe có 3 ghế, trong đó ghế của tài xế không có mui và 2 ghế hành khách có mui che. Xe được cung cấp sức mạnh bởi 2 động cơ khác nhau, một động cơ dùng cho việc đi lại hàng ngày, một động cơ dùng cho đường đua. Tổng công suất động cơ của chiếc xe lên tới 1.360 mã lực và xe cũng được trang bị tính năng lái tự động hoàn toàn. Toyota LQ. Có thể bạn sẽ phải thốt lên thật tuyệt vời khi nhìn thấy chiếc concept của thương hiệu Toyota, không cần phải bàn cãi về nội thất của xe. Triết lý phía sau xe ý tưởng Toyota LQ là tạo ra một chiếc ô tô đạt tới mức độ diễn tả cao nhất về sự kết nối giữa tài xế và xe. Để làm được điều đó, Toyota sử dụng một trí tuệ nhân tạo tích hợp có tên gọi là UI. AI này tương tác với tài xế và theo thời gian sẽ hiểu được tính cách và sở thích của tài xế. Chiếc xe được điều khiển bằng giọng nói thay vì nút bấm và được trang bị màn hình có tên Head-up Display, cung cấp cho tài xế các thông tin theo thời gian thực. LQ là cái tên thể hiện niềm hy vọng của Toyota, rằng cách tiếp cận này sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển của các phương tiện trong tương lai, tăng cường mối quan hệ giữa xe với người lái. Lamborghini Tezo Millennio. Thương hiệu bò vàng luôn làm giới mộ điều siêu xe đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bởi Lamborghini Tezo Millennio Concept được đánh giá là mẫu siêu xe hybrid mở ra kỷ nguyên mới không chỉ cho Lamborghini mà còn đem đến cho công chúng cái nhìn khác về khả năng của nền công nghiệp xe hơi. Là sản phẩm của sự hợp tác giữa Lamborghini và Học viện Công nghệ Massachusetts, Tezo Millennio có thiết kế mang đậm tính tương lai, xe sở hữu vẻ đẹp mãn nhãn người nhìn, vừa mạnh mẽ khoáng đạt, vừa thanh lịch tinh tế. Siêu xe hybrid được ứng dụng những công nghệ tân tiến nhất nhằm sở hữu những tính năng khiến cho các tín đồ yêu ô tô phải điên đảo như tính năng lưu trữ năng lượng, khả năng nhận diện những vấn đề trục trặc và hạn chế các tình trạng nứt, vỡ lan rộng trong trường hợp bị hư hỏng. Terrafuga TFX. Nhiều người đam mê ô tô đã mơ về xe bay và xe ý tưởng Terrafuga TFX có thể chính là câu trả lời cho họ và bạn. Mẫu xe ý tưởng này là một mẫu hybrid cắm sạc, có chỗ cho 4 hành khách và có thể đạt tốc độ tối đa hơn 320 km/h trong lúc bay trong không trung. Chiếc xe có cánh có thể mở ra đóng vào, hoàn toàn vừa vặn với một gara truyền thống. Xe có thể cất cánh và hạ cánh theo chiều thẳng đứng nên không cần đường bay. Trong trường hợp trục trặc khi đang bay, xe buông dù để hạ cánh an toàn. Điều ấn tượng cho mẫu xe bay này chính là người lái không còn lo lắng về các thao tác định vị như một phương tiện hàng không, mà quá trình bay này sẽ do máy tính vận hành. Vì bạn cần làm chỉ là chọn điểm hạ cánh và hai phương án dự phòng khác. Genesis Accentia. Concept siêu xe điện Genesis Accentia có vẻ ngoài cực kỳ độc đáo, trông như một phương tiện di chuyển đến từ tương lai. Chỉ nói Accentia đẹp thì không đủ. Những cụm từ để miêu tả siêu xe lấy cảm hứng từ dòng Gran Turismo này có lẽ nên là hào nhoáng, hoành tráng, mỹ miều, hiện đại và trang nhã. Không chỉ được khoác lên mình lớp vỏ làm bằng sợi carbon, siêu xe điện này còn được thiết kế với những đường nét cách điệu táo bạo, từ hốc gió trước đến đuôi và được kết hợp hài hòa với những đường nét hiện đại. Cùng với nội thất sang chảnh, Genesis Accentia sở hữu thiết kế cửa mở kiểu cánh bướm cùng thiết kế 4 chỗ dạng ngồi 2+2. Siêu xe điện này còn được trang bị hệ thống động cơ điện có công suất cực mạnh, cho phép xe tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ mất có 3 giây.
2 Mercedes Vision EQ Silver Around. Rất khó để nghĩ rằng đây là một chiếc xe, nếu có chăng thì chắc là xe của người ngoài hành tinh vô tình bỏ quên lại trái đất. Và sự sáng tạo của con người là vô tận. Chính vì thế, Vision EQ Silver Around không chỉ là một chiếc xe chỉ để trưng bày, mà có đầy đủ tính năng, có thể hoạt động bình thường. Mẫu xe ý tưởng chạy điện này có công suất động cơ 750 mã lực và chỉ mất chưa đầy 2 giây đồng hồ để tăng tốc từ 0 đến 100 km/h. Vision EQ Silver Around được Mercedes làm để kỷ niệm 1937 Silver Around. Màu xe thể thao đã trở thành một biểu tượng của hãng. Chiếc xe mang thiết kế khí động lực học đặc biệt và được làm bằng sợi carbon, chất liệu vốn thường được sử dụng cho các hypercar. Nếu được xe đa biên, xe có thể đi được quãng đường gần 500 km. Một, Mercedes-Benz Vision AVTR. Cuối cùng, mẫu xe vừa điên rồ vừa thân thiện môi trường này được lấy cảm hứng từ bộ phim Avatar của đạo diễn James Cameron. Với thiết kế gói gọn trong 3 yếu tố: tương lai, đơn giản và hữu cơ. Càng trước hoàn toàn không có khe gió, phía sau có 33 đĩa chức năng giúp tăng tính khí động học. Đáng ngạc nhiên hơn, Vision AVTR không có vô lăng, thay vào đó là cơ chế điều khiển đa chức năng, nhận biết người trong xe qua nhịp tim và nhịp thở, tùy theo tâm trạng và sinh khí để đưa ra chế độ lái phù hợp. Một điều ngạc nhiên là rất nhiều vật liệu cấu thành nên chiếc xe này có thể tái chế. Xe hoạt động bằng động cơ điện và pin hữu cơ, thời gian sạc đầy pin cho xe chỉ mất 15 phút, khoảng cách di chuyển khoảng 700 km. Đây mới là bản concept Mercedes chưa hé lộ thêm bất kỳ thông tin nào về việc đưa Vision AVTR lên dây chuyền sản xuất thương mại. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận nhé. Nếu thích, hãy like và share video để cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh để là người đầu tiên được xem những video mới nhất của Thế Giới Hôm Nay. Xin chào và hẹn gặp lại!